Hello, xin chào các bạn. Hôm trước mình đã set up hồ và thả cá rồi, thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip, mình sẽ cập nhật lại cho các bạn xem những cái dòng cá của mình hiện tại ở đây có những con cá gì nha. Thì thôi quay cái này trước nha. Ở đây mình có 12 cái hồ các bạn. 12 cái hồ này lúc trước mình nuôi cá kinh tế trong đây nè các bạn. Nhưng mà hiện tại thì không còn một con cá nào ở trong cái dàn hồ này nữa, trong cái hồ này nữa. Thì hôm nay là mình sẽ làm một cái clip, mình mới suy nghĩ ngày hôm qua luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái series các bạn, mình sẽ làm một cái series thả cá nhiều tập nha các bạn. Đó, thì ở trên mạng á có rất là nhiều dòng cá đúng không? Thứ nhất là Yellow nè, Srio nè, Barito, Sanju, rồi Katigan, rất là nhiều dòng cá lóc luôn các bạn ơi. Thì hôm nay 12 cái hồ này á thì tôi sẽ thả những con cá lóc vô trong hồ này các bạn. Đó, thì mỗi một hồ thì tôi sẽ thả một con. Thì các bạn thích dòng cá nào các bạn cứ bình luận xuống bên dưới nha. Bình luận nào có nhiều người like nhất và được lên top thì mình sẽ thả cái con cá mà các bạn yêu cầu vô trong cái hồ này nha. Tôi sẽ làm một clip đặt cá nha các bạn. Đó, thì hôm nay thì tôi sẽ vệ sinh lại cái hồ này hết và đem tất cả những cái gì ở trong con hồ này, ví dụ như đây là sỏi đen nè các bạn, đem ra hết. Đây sạn gớm nè, nói chung là có những gì trong đây thì lấy ra hết. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đem đi rửa những cái hồ này nha các bạn. À quên, nhưng mà nói trước với các bạn luôn á là tất cả những dòng cá thì ok, nhưng mà trừ một con nha các bạn, con hoàng đế nha. Con hoàng đế thì các bạn kêu tôi thì tôi không có làm được nha các bạn ơi, tại vì các bạn cũng đã biết rồi ha, tôi hiện tại thì không có thể có chưa đủ khả năng để mà sở hữu một con hoàng đế đâu. Nếu mà tôi có con hoàng đế á là tôi sẽ thả vô trong cái hồ đó đó các bạn thấy không, chứ không thể nào tôi thả vô đây đâu. Nói chung là chưa có khả năng để mà chơi con đó, nên là ngoài con đó ra thì tất cả những dòng cá lóc khác các bạn yêu cầu dòng cá nào thì cứ lên top là tôi sẽ thực hiện nha các bạn. Để mấy cái hồ nó dọc dọc như thế này nè các bạn, nhìn hoài dưới nó cũng bị chán các bạn ơi. Hôm nay thì tôi chuyển sang tôi để nằm ngang như thế này thì nhìn cái hồ tôi nó bự hơn rất là nhiều luôn á các bạn. Tôi nhìn thấy nó hơn, nhất là nó sang hẳn ra luôn á, nhìn đẳng cấp lắm các bạn. Đó, thì những cái hồ của ngày hôm nay á là tôi sẽ không có để đây các bạn ơi. Để đây á thì tôi có che lưới loan nè các bạn. Bây giờ nắng á nó đang lên nha, tới chiều, tới trưa nay thì nó sẽ lên trên đầu tôi nè. Tới chiều nó sẽ qua hướng bên đây thì nó sẽ chiếu vô trong đây thì nó bị dính mấy cái gông á các bạn. Tôi nhìn khó chịu lắm các bạn ơi. Nên là những cái hồ này, 12 cái hồ này tôi sẽ thảy nó vô trong bên đây nha các bạn, cho nó ở sát chung với cái hồ bự luôn. Đó, thì mai mốt mình câu dây điện bên đó nó cũng sẽ dễ hơn nha các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ đem đi rửa hết mấy cái hồ này và sau đó là tôi sẽ sắp như thế này nha các bạn, thì nhìn nó sẽ sang hơn, chứ để vậy thì nhìn nó không bằng các bạn ơi. Tiếc là ở đây có cái hồ này là nó không có giống các bạn. Mình thử mình để cái kiểu này coi nó có vừa không, nếu không vừa thì mình để đây ba cái hồ thôi các bạn, lấy cái này bỏ ra nha. Cái hồ này là cũng là cái hồ thanh lý luôn các bạn, đa số tất cả những cái hồ cá của mình là đa số đều mua thanh lý hết. Thì cái hồ này lúc trước mình mua của thằng em đó với con La Hán này nè các bạn. Thì cái hồ cá đó với con cá La Hán này thì của em đó đưa cho mình đó nha các bạn. Cái hồ này thì mình không có xài cái lọc chèn á các bạn. Đó, mình xài cái lọc chèn thì nó sẽ không có mấy cái phân cá như thế này. Mình xài có cái lọc bio không mà các bạn ơi. Thì cỡ khoảng 3-4-5 ngày mình thay nước một lần nha. Mình mới thay nước ngày hôm qua luôn các bạn ơi. Thì bữa hôm qua cái con cá của mình nó bị tái luôn các bạn. Tại nó tái mình đo mình dùng cái kiểm tra pH này nè các bạn, mình đo mình xem nó còn có 5 chấm mà các bạn. Nó 5 chấm cái rồi xong nó bị tuột rồi, bắt buộc là tôi phải rút nước đó ra, tôi bỏ thêm mấy cái san hô này vô nè. Tôi bỏ thêm mấy cái san hô này vô ha, rồi xong cái tôi sử dụng thêm cái chai pH cộng đó các bạn. Thì nó lên được 7 chấm nha, đâu chai pH đây nè, chai pH cộng nè các bạn. Đó, thêm cái chai này vô nữa pH nó mới lên được 7 chấm nha. Thì hôm nay con cá của tôi nó đã màu, nó đã hồi lại các bạn ơi. Nói chung là nó đã khỏe hẳn rồi. La Hán mà muốn lên màu đẹp á thì mình phải cho ăn cám kích màu ha các bạn. Ở đây mình có cái cám của Indo nè các bạn. Đây là còn dư miếng nha. Mình sẽ lấy cho nó ăn nha các bạn. Cái cám này nó hơi nhỏ, nó có 1 ly à. Con này ăn được 2 ly nha các bạn. Nhưng mà hiện tại đây mình có 1 miếng này thì mình cứ cho nó ăn ha. Cái viên cám này nó sẽ hỗ trợ cái màu sắc của con cá của mình, nó sẽ được cái màu đỏ nó đậm hơn và nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Rồi thì qua chủ đề chính thì bây giờ tôi sẽ vệ sinh cái hồ này, đem hết tất cả đem xuống và đem vệ sinh cái chân này, sau đó sẽ đem vô trong kia.
Mấy cái hồ thì Đạt vừa mới đem xuống và đây là cái chân hồ. Bây giờ Đạt sẽ đem ra ngoài kia để vệ sinh nha các bạn. Cái chân hồ này là lúc trước Đạt kêu thợ về nhà làm cho Đạt nha. Kích thước của cái chân này thì chiều dài nó là 1 mét mấy, mình không nhớ rõ lắm. Chiều cao lên thì cũng cỡ 1 mét mấy các bạn, mà chiều ngang thì nếu mà mình đo cái gang tay của mình á thì chắc cỡ khoảng hơn 20 cm một chút xíu nha. Đây, cái chân cũ là cái đó đó các bạn. Thì lúc trước á, là cái chân đó thì chung với cái bộ này luôn á là 500 cành đó các bạn, thấy rất là mềm đúng không các bạn. Người ta chơi cá bẻ màu, người ta kiểu như người ta chán quá, thị trường cá bẻ màu đi xuống quá các bạn, nên là người ta bỏ, người ta không chơi nữa, cái người ta để lại cho mình nha. Và mình lụm cái hồ này về luôn các bạn. Nói chung là thanh lý thì cái gì nó cũng mềm lắm đó. Rồi ok, nhưng mà cái chân đó thì xài không có ổn các bạn. Cái chân đó thì nó bị hư hết rồi. Nói chung là cái dàn chân nó đã mục hết rồi, nên là mình đã kêu họ làm cho mình cái này. Rồi mình chơi sắt 3 vuông nha các bạn, chứ 2 vuông thì nó hơi yếu, mình nghĩ vậy. Tại vì mình để tới 12 cái hồ lận. Thì bây giờ đem ra ngoài kia để vệ sinh nha. Giờ cao lên không thôi bể cái hồ. Hồ này bụi nó không có nhiều, nhưng mà sơn chóc thì hơi bị nhiều nha các bạn. Mình để hồ lên á, cái mình cạ qua cạ lại cái nó bị chóc sơn như thế này nè. Còn ở đây thì đâu có chóc đâu đúng không, nhưng mà chỉ có ở phía mặt trên này nó chóc thôi, thì nó hơi xấu. Nhưng mà một hồi mình để cái hồ lên thì nó cũng không thấy nha các bạn. Mình sẽ lau bụi sơ sơ, mình sẽ để vô cái chỗ mà mình mong muốn nha. Thì hồ cũ thì mình không có nói được các bạn cái chuyện là các bạn nhìn hai cái hồ này khác nhau hoàn toàn đúng không. Có một cái hồ thì cái mặt kiến ở dưới nó làm từ màu cam các bạn, cái này giống như là người ta mua kiến về hoặc là lấy kiến nhà người ta cắt người ta dán lại các bạn. Còn cái kiến ở bên đây thì nó lại trắng, nhưng mà ở dưới nó có mấy cái vân như thế nào đó, nhìn thì nó cũng không được xịn như mấy cái hồ hồi xưa đó các bạn. Thì cái này thì mình không có thể nào nói được nha, mua hồ cũ thì mình phải ok thì mình chốt thôi. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vệ sinh mấy cái hồ này, sau đó là mình sẽ đem lên dàn kệ nha. Mấy cái hồ mà nó có mấy cái màu cam cam như thế này á thì mình sẽ để phía bên dưới nha các bạn. Còn mấy cái mà có cái nền ở dưới màu trắng thì mình sẽ để phía trên. Người ta nói là xấu thì che, đẹp thì khoe đúng không các bạn? Nên là những cái nào mà đẹp thì mình sẽ để phía trên nha, tại vì nó sẽ ngang tầm mắt của mình đó các bạn, nên là mình sẽ để ở phía trên. Phơi khô xong rồi, bây giờ sẽ đem vô nhà nha các bạn. Thật sự ra nó cũng không nặng lắm đâu, mình nghĩ cái này nó cỡ khoảng 20 kg thôi các bạn, nó cũng không được nặng lắm. Thì hồi đầu á là mình để cái chân hồ này nè, mình để trong đây á các bạn, cái mẹ mình không cho. Mình không cho cái mình sẽ để luôn nha các bạn. Tại vì ở nhà mình thì nó cũng chật lắm á, nên là hầu như là đưa qua cái hành lang bên đây hết trơn nè. Nhưng mà hôm nay mình tự nhiên cái mình cái hứng thú ở bên đây, nên là mình sẽ cho cái chân hồ này nó qua bên đây nha các bạn. Trước cái hồ này cũng vậy nè, lúc mà mình lấy về á các bạn thì cả nhà mình luôn, nói chung là mẹ mình không có cho là để cái hồ đây đâu, tại vì cái chỗ này là cái chỗ mà chung là tiếp khách đó các bạn. Nhưng mà cái hồ này bự quá thì không thể nào bỏ hết bên đây được, bỏ bên đây thì còn chỗ đâu mà để, nên là bắt buộc là phải để bên đây nha các bạn. Đó, thì bây giờ cái này tôi sẽ để bên đây luôn nha. Cái này á, lý do mà tôi muốn để ở đây á là mai mốt á tôi đi dây điện á các bạn thì nó sẽ tiện lợi hơn. Còn cái tôi để ngoài đây nè, đi dây điện nó rất là khó các bạn ơi, nên là tôi muốn để trong nhà như thế này để mình đi dây điện cho nó chung luôn thì nó sẽ đỡ tốn biết bao nhiêu nha các bạn. Tôi đang rửa hồ, rửa xong thì tôi sẽ đưa lên hồ cho các bạn xem.
hello các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi ra ngoài tiệm bóng nước để mình mua những cái đồ để mình làm cái nắp đậy cho hồ cá nha. Lấy cho con 2 cái ống điện, 8 cái co, không 12 cái co chứ. Ok, để anh lấy cho. Ống mấy? Ống 16 gì đó. Một cây như thế này là bao nhiêu mét ta? Chắc cỡ 3 mét. Dạ rồi, ok. Lấy cho con màu xanh nha. Khổ 5 tấc, lấy con 1m2. Thì tôi sẽ đậy 4 hồ luôn nha, 4 hồ một lượt luôn. Mai mốt mà muốn bắt cá ra thì dở ra một lượt luôn các bạn, nó sẽ rất là tiện. Và mình để như thế này, nếu như mà để mỗi cái hồ cắt khuôn thì nó không có vừa nha các bạn. Tại vì mình để khích với nhau như thế này nè, nên là phải cắt một cái nắp hồ mà đậy được 4 cái hồ luôn thì nó sẽ rất là tiện lợi. Riêng ở đây thì mình chỉ có 3 cái hồ thôi các bạn ơi. Cái hồ thứ tư là mình đã làm một cái hồ này rồi, cái hồ mà mình set up để nuôi cái con cá beta nè các bạn. Để mình bật lên cho các bạn xem nha. Đó, mình nuôi con cá beta đó. Mình đây là cái hồ thứ 12 nha. Nhưng mà tôi set up nuôi cá beta. Cái hồ này là cái hồ không biết gọi là cái gì nữa, nhưng mà người ta kêu gọi là layout vách đó các bạn. Tôi dán keo 502 lên á. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cắt nha các bạn. Thì đâu đó cũng 20 phút mới làm xong nha. Cái nắp này là cái nắp cũ nha các bạn, nên là nó hơi dơ một chút xíu như thế này. Hồi trước á, tôi không có xài cái nắp này, tôi bỏ ở ngoài á, nên là nó dơ lắm các bạn. Bây giờ tôi sẽ đem đây tôi rửa nha. Từ khi mà tôi lấy cái hồ cá tôi để ở bên kia á các bạn, thì bây giờ cái chỗ này nó rất là rộng luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra mình vệ sinh lại cái này, cái mình sẽ đem vô mình thử coi nó vừa không nha. Rồi bây giờ thì nó cũng đã sạch hơn rất là nhiều rồi. Thì chuẩn bị tôi sẽ thả một con cá trong cái hồ đó trước nha các bạn. Nói chung là mở hàng trước nha. Thì ở đây á, tôi có bỏ cái này xuống cái tôi quay cho các bạn xem. Ở đây tôi có một cái con tiểu hoàng đế nha các bạn. Tiểu hoàng đế Kaby. Size này thì tôi đoán cỡ 7-8 gì đó. Thì hôm nay tôi sẽ bỏ cái hồ này, dời nó qua cái hồ bên kia nha các bạn, để mà nuôi nó trong đó. Rồi cá ở đây thì ở đây tôi có cặp vây xanh sinh sản. Thì hôm nay cá con nó cũng đã lớn lắm luôn rồi các bạn, lớn rất là nhiều. Nhưng mà do là có gông á nên là các bạn thấy cũng hơi khó đúng không? Đó, cái này con cá mẹ nha các bạn, còn cá cha nằm trong nha. Thì đây nay nó cũng lớn nhiều đó, số lượng thì chắc cũng chắc cỡ 30 con á các bạn, rất là nhiều luôn nha, không ít đâu. Hiện tại thì tôi chưa tách con nó ra nha các bạn, tôi để nó trong đây. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đem con cá này qua bên kia nha. Tiểu hoàng đế nhìn từ trên cao nhìn xuống ha. Này nó cũng đã lớn rồi đó các bạn. Hồi lúc đầu Đạt lấy nó về nó nhỏ lắm. Hôm nay nó đã lớn hơn được một chút nha. Tiểu hoàng đế này thì max size của nó cỡ hơn 30cm một chút xíu thôi các bạn, chứ nó không lớn. Đây là dòng lóc lạnh đó các bạn, nên là nó cũng không lớn đâu. Chứ phần nếu mà mình để trời ngoài nắng quá như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng cái con cá, nhiều khi nó sẽ nó đi bất cứ lúc nào nha các bạn. Nói chung là đột ngột lắm. Nói chung là lóc lạnh thì mình khá là lo lắng nha các bạn, nên là mình sẽ để trong kia. Ở trong kia nó sẽ mát hơn, còn ở đây khi mà chiều thì nắng nó sẽ dội xuống như thế này thì nó sẽ rất là nắng cái con cá của mình luôn đó. Nên là bây giờ mình sẽ chuyển nó qua cái hồ mới nha. Con cá này muốn nuôi nó đẹp là phải dán phông đen nha các bạn, phải dán phông đen thì nó mới đẹp nha. Đó, mình cho ăn cám bích xanh lên nữa thì nó sẽ có cái ánh xanh. Tôi lấy cái bọc tôi đem qua bên kia nha. Cá mới qua hồ mới nên mình không có để nước nhiều nha. Để bao nhiêu đây được rồi các bạn ơi.
À, tôi quên bỏ sạn gớm vô nữa ta. Bây giờ tôi sẽ bỏ sạn gớm vô nha các bạn. Hôm qua mưa mà ngập luôn cái. Các bạn, bây giờ thì mình sẽ vớt một mớ sạn gớm mình đem vô mình trải nền nha. Thì bây giờ mình đang gấp quá thì thôi mình sẽ châm vô trước luôn nha các bạn. Thì qua hôm sau thì nó cũng sẽ trong nước lại thôi. Nói chung á, nếu như mà chắc chắn nhất á, là mình nên là cho vi sinh vào ngày hôm trước để qua hôm sau thì nước nó sẽ trong hơn và mình sẽ thả cá thì nó sẽ chất lượng hơn nha các bạn. Còn hiện nói chung là nước mình nó cũng trong đó. Cái sạn gớm này cũ các bạn, nếu như mà mình lấy sạn gớm mới rửa đi rửa lại đổ vô đây thì nó cũng sẽ bị đục nha. Tại vì cái sạn gớm này là sạn gớm cũ, xài biết bao lâu rồi nên là nó không có bị đục các bạn. Mình chăm vi sinh như nữa thì nước nó sẽ trong hơn. Có thêm cái lọc nữa thì càng ngon, nhưng mà nuôi cái lóc thì mình cũng không cần lọc lắm nha các bạn. Con cá này nó cũng nhỏ mà. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đem cá đi ngâm nha. Ngâm được 20 phút rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thả cá ra luôn nha. Thả nhẹ nhẹ từ từ thôi các bạn. Đây là cá khá là bé luôn nên là mình sẽ thả chậm rãi thôi nha. Đó, xong. Tiểu hoàng đế Kabi nha. Ngay cái chỗ này của mình nó hơi bị tối á, mai mốt á là mình sẽ gắn đèn lên nữa các bạn thì nó sẽ đẹp hơn. Thì mình nói rồi là mai mốt mình sẽ đi dây điện một đường luôn cho nó tiện các bạn. Hiện tại mình đang vẫn còn sử dụng cái cọng dây của cái ổ điện này nè các bạn. Nói chung á là nói chung cũng không được đẹp lắm ha. Cái này là ổ xoay nha, ổ xoay á. Để coi cá mình nó bơi chưa. Chưa bơi nữa các bạn, nó còn đang xì chét đó. Qua hồ mới thì nó sẽ kiểu như nó chưa quen á các bạn thì nó sẽ không có bơi nha. Nhưng mà đối với dòng này thì dễ chơi lắm các bạn. Đó, nó bơi đó, nó bơi là được rồi. Bây giờ thì tôi sẽ lấy cái nắp đậy ra các bạn, tôi sẽ đậy nó lại. Ở bên đây thì tôi có một cái hồ cá chép các bạn, hồ cá chép coi này á. Thì lúc đó là mình lụm cái con này về trước tiếng luôn các bạn. Rồi bây giờ con cá của bạn mình á, nó bự hơn con này, nó thiệt luôn á, gấp 2 lần luôn á các bạn tin không. Để nào tôi lên chỉnh tôi quay cho các bạn xem, tôi xem tôi giật mình luôn. Cá tôi nuôi trong đây á, nó nhỏ quá, một mình nó đã chật rồi mà thêm một mình nó đã chật rồi mà thêm bốn con này nữa các bạn, vì sao nó chịu nổi. Bởi vậy mai mốt mình sẽ làm một cái gì đó, cái hồ nào đó bự hơn mới được các bạn ơi, chứ nuôi kiểu này thì nằm mơ nó lớn nha. Rồi, tôi lấy cái vợt ra tôi sẽ đậy lại nha các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Để như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ dảnh ngược lên nhìn nó hơi xấu các bạn. Tôi lấy đá tôi dằn lại nha. Đây, thấy đỡ cục này đi. Hai cục mới được. Thật sự con này nó nhỏ nó phóng không được đâu. Nhưng mà dằn về cho nó kỹ nha các bạn. Đó, cá tôi đây. Hơi tối. Thì để bữa sau đi các bạn, tôi sẽ quay cho các bạn xem. Hiện tại trời sắp chuyển mưa rồi thì nó cũng hơi tối tối á. Trong nhà tôi nó rất là tối các bạn, nên là tôi không thể nào mà tôi quay rõ cho các bạn xem. Thì thôi bây giờ mình cũng xin kết thúc clip của mình nha. Clip mình cũng đã dài rồi. Và những clip sau thì mình sẽ nuôi thêm những cái con cá lóc nha. Các bạn muốn mình thả cái gì thì cứ comment xuống bên dưới nha. Ok, ai lên top thì mình sẽ thực hiện. Ok, bye bye các bạn. Hẹn các bạn lại cái video sau nha. Bye bye.